Sáng ngày 1 tháng 10 tại khu di tích lưu niệm Bác Hồ tại trường Trung học cơ sở Hồng Thái Tây, Ban chỉ đạo xây dựng xã học tập thị xã Đông Triều đã tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018 với chủ đề Trong cách học phải lấy tự học làm cốt. Trong tuần lễ hưởng ứng, trên địa bàn thị xã Đông Triều sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú như hội thảo, tọa đàm, tham quan, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm. Thông qua các hoạt động này nhằm khẳng định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tự học tập, tự tìm tòi, nghiên cứu đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động xã hội một cách linh hoạt và sáng tạo nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đây khuyến khích người dân tự giác học tập, chủ động tự học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Đông Triều đã khen thưởng cho 6 giáo viên biệt phái có thành tích xuất sắc tại các trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường. Hội khuyến học thị xã cũng đã trao 45 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng trên suất cho 45 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thị xã.